1983. Hiện tại mình đang sống ở Lâm Đồng, cách trung tâm của thành phố Đà Lạt khoảng 50 km. Mình làm nghề nông. Khu mình sinh sống thì chủ yếu là trồng trọt, trồng ba loại chính, đó là thứ nhất cà phê các bạn hay uống. Thứ hai đó là dâu tằm để sản xuất tơ lụa. Thứ ba là các loại rau củ như cà chua, bắp cải, vân vân, các loại thực phẩm các bạn hay ăn hàng ngày á. Bây giờ mình xin phép giới nói về gia đình mình một tí. Mình cảm thấy rất là may mắn khi có được một bà nội rất là tuyệt vời. Bà nội mình ăn chay trường được hơn 20 năm cho đến khi mất. Lúc còn sống, bà nội mình thì cũng hay khuyên bố mẹ là ngày lễ thì đi chùa hoặc ăn chay này kia. Nhưng mình thấy bố mẹ mình thì không bao giờ đi chùa hoặc ăn chay theo lời bà nội khuyên. Và thỉnh thoảng thì có cãi lại nữa, bà nội thì cũng rất là buồn. Đến khi bà nội mất thì bà nội bảo, bà nội có dặn trước là khi mẹ mất thì phải ăn chay cho mẹ 49 ngày, phải mời các Phật tử rồi thầy về tụng kinh cho mẹ mỗi tuần một lần. Bố mẹ mình thì thương bà nội cho nên là đã làm theo ý nguyện của bà nội, là ăn chay cho bà nội 49 ngày, cứ 7 ngày là một tuần, cứ một tuần là mời Phật tử, mời thầy về tụng kinh cho bà nội. Và dần dần thì bố mẹ mình cũng đi chùa và ăn chay. Và cuối cùng thì bố mẹ mình đã ăn chay trường cũng được mấy năm rồi. Lúc mà bố mẹ mình chưa ăn chay trường á, mình thấy bố mẹ mình làm rất là nhiều thứ như nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo, nuôi cá, rồi trồng trọt đủ thứ hết. Nhưng cuộc sống rất vất vả mà cũng thấy thỉnh thoảng vẫn thấy đau ốm. Mẹ mình thì hay bị đau lắm lúc đó. Sau này thì ăn chay trường, bố mẹ mình không có còn nuôi heo, nuôi gà, nuôi cá, không nuôi gì hết, chỉ có trồng cà phê thôi. Cuộc sống mình thấy cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều, cuộc thấy sống rất an nhàn, thoải mái và ít bệnh tật. Theo mình nghĩ đó cũng là nhờ bà nội của mình. Vào năm 2012, 2013, thời gian đó mình đi chùa rất là nhiều. Cách nhà mình khoảng 8-9 km có một thiền viện tên là Thiền viện Long Tượng. Lúc đó có thời gian mình vô chùa ở khi 1 tháng, 1,5 tháng, rồi về nhà ở 1 tháng, 2 tháng, rồi lại vô đó ở 1 tháng. Cứ liên tục như vậy. Tại sao mình lại vô đó ở nhiều như vậy? Thứ nhất là mình vô đó mình thấy các sư, các thầy, các cô trong đó cũng rất là thân thiện. Đặc biệt là thầy chủ trì, mình gọi là sư phụ, dạy mình rất là tận tình, chi tiết. Từ những cái nhỏ nhất. Và mình cảm thấy rằng mình học được bao nhiêu, mình cảm nhận được bao nhiêu, muốn tùy vào khả năng của mình học được bao nhiêu thì có dạy cho mình tất cả mọi thứ. Và lúc đó Phật tử ở khắp nơi ở Việt Nam thì đổ về cũng khá nhiều, lúc nào trong thiền viện cũng có mấy chục Phật tử tới ở đó tu học và nhập thất. Cứ mỗi lần ăn cơm tối xong thì có thời gian rảnh thì mọi người, thì các Phật tử á, nam thường thường thì có lấy bình trà ra ngồi uống trà. Và mỗi người ở mỗi vùng thì có mang theo đặc sản của mình mang ra mời mọi người ăn, rồi kể chuyện cho mọi người nghe là ở vùng mình có cái này cái kia. Rồi cho nên mình cảm thấy rất là vui, cho nên mình ở mình cứ nhà cảm thấy về nhà thì cảm thấy nhớ thì vô đó ở. Ở xong rồi thì về nhà đi làm xong rồi lại vô đó. Lúc đó trong thiền viện Long Tượng có cho nhập thất
Và nếu ai muốn thanh lọc cơ thể thì sẽ hướng dẫn cho thanh lọc cơ thể. Thanh lọc cơ thể là nhịn ăn, nhịn uống 3 ngày hoặc 7 ngày, hoặc nếu có khả năng nhịn nhiều hơn thì cho nhịn nhiều hơn. Và mình cũng đã từng thanh lọc cơ thể. Lần thanh lọc cơ thể lâu nhất của mình ở trong Thiền viện Long Tượng là nhịn ăn, nhịn uống 11 ngày, 11 đêm. Và có lần là 7 ngày 7 đêm và cũng có lần là 3 ngày 3 đêm. Bởi vì nếu muốn thanh lọc như vậy thì không phải ai cũng được thanh lọc. Và nhiều người thanh lọc cũng đã không chịu nổi phải bỏ cuộc giữa chừng. Trước khi vô thanh lọc á, thì có hướng dẫn cho các mọi người, mọi cái đều có phương pháp của nó thì mới thành công được. Theo mình thấy thì thanh lọc cơ thể thì nếu mà làm đúng thì nó rất tốt, và nếu mà làm sai thì nó cũng rất là có hại, nó cũng giống như con dao hai lưỡi, rất là nguy hiểm. Không phải ai cũng thanh lọc được. Như lúc nãy mình nói, khi trong thiền viện thì thầy chủ trì dạy cho mình rất là nhiều thứ. Khi mình nói được học rất nhiều thứ thì các bạn nghĩ ở trong chùa thì chắc chắn sẽ dạy kinh điển, nhưng không phải vậy. Đa phần những cái gì mình được dạy là những cái liên quan đến trong cuộc sống của mình, hàng ngày của mình. Khi ăn bữa cơm, sư phụ mình có dạy, nếu con ăn được thì ăn, không ăn được thì đừng có bao giờ chê. Nếu con chê thì con đã phụ lòng rất là nhiều thứ. Từ người nông dân, họ đã bỏ bao nhiêu công sức, mồ hôi để có được hạt lúa. Rồi người trồng rau cũng bỏ bao nhiêu mồ hôi công sức thì mới có những gọng rau. Rồi đến phiên người nấu. Và cuối cùng thì con chỉ có ăn một bữa trong vòng nửa tiếng. Đó là bao nhiêu mồ hôi công sức và những thực phẩm, rau củ, những hạt cơm con ăn, đó là tinh hoa của trời đất. Những cây lúa hấp thu dinh dưỡng từ đất, hút nước, rồi kết hợp với không khí, ánh nắng mặt trời mới tạo ra được những hạt lúa, những cọng rau để cho con ăn. Vì vậy khi ăn phải nhớ ơn tất cả, từ vũ trụ, từ những người trồng trọt cho đến những người nấu, hay là sư phụ mình chạy về nhân quả, thì mình thấy nó cũng rất là thực tế trong cuộc sống. Nhân quả nó là một quy luật của vũ trụ. Dù Phật giáo có ra đời hay không thì nhân quả đã có và tồn tại mãi mãi. Mình được học nhân quả không phải là để chấp nhận. Ví dụ như tại sao tôi gặp nhiều chuyện xui, nhiều chuyện xấu, như có lẽ do kiếp trước mình không tốt cho nên kiếp này mình phải lãnh nhiều cái xấu như vậy. Mình được học nhân quả không phải là để chấp nhận như vậy. Sư phụ mình dạy quy luật nhân quả cho mình là vì muốn mình hiểu được quy luật và sống theo đúng quy luật để được những gì như mình mong muốn. Ví dụ như mình muốn vui vẻ thì mình hãy tạo những cái nhân vui vẻ. Mình muốn đau khổ thì hãy tạo những cái nhân đau khổ, thì mình chắc chắn trong tương lai thì mình sẽ đạt được những cái gì mình mong muốn. Từ nhân đi đến quả, nó sẽ đi qua một giai đoạn rất quan trọng, đó gọi là duyên. Ví dụ như nhóm chúng ta có hơn hai hiện tại có hơn 200 người. Ai cũng có muốn thành công trên con đường kiếm tiền online. Nhưng chắc chắn sau này mỗi người sẽ có những thành công khác nhau, không ai giống ai cả. Người nào bỏ nhiều thời gian, công sức và học hỏi nhiều, đi đúng hướng sẽ thành công nhiều. Người nào hiểu được ít, làm được ít thì thành công ít. Còn người nào không làm thì chắc chắn sẽ không có thành công. Hoặc cũng có nhiều người sẽ làm nhiều nhưng mà thành công ít. Và cũng có nhiều người làm ít nhưng mà lại thành công hơn người làm nhiều. Bởi vì người làm nhiều thì có khi chưa làm đúng, làm nhiều nhưng mà không làm đúng. Có khi người ta làm ít nhưng người ta hiểu
Chỗ người ta làm đúng nhưng thành công nó sẽ nhiều hơn là những người làm nhiều mà không làm đúng. Mình lấy ví dụ như dễ hiểu, như bạn gieo 2 hạt giống, một hạt á thì bạn tưới nước chăm sóc đầy đủ, rồi khi cây nó lên thành cây thì bạn tưới nước bón phân, thì chắc chắn cái cây đó nó sẽ lớn nhanh để ra hoa kết trái và trái nó sẽ nhiều ngon ngọt. Còn cái hạt để tự nhiên á thì nếu mà thời tiết thuận lợi thì nó cũng lớn được, nhưng chắc chắn nó sẽ không bằng những cái cây mà bạn chăm sóc. Nếu mà thời tiết không thuận lợi luôn thì cái cây đó có thể sẽ không lên, hoặc cứ khi lên nhưng mà còi cọc ốm yếu, hoặc là cái khi ra hoa nhưng mà trái ít, hoặc là trái nó không ngon. Đó, trong quá trình từ nhân đến quả thì nó sẽ đi qua một đoạn gọi là duyên rất là quan trọng. Mình được dạy rất là thực tế như vậy. Vào cuối năm 2013, mình ở trong thiền viện Long Tượng 1 tháng rưỡi. Đó cũng là lần cuối cùng mình ở trong thiền viện Long Tượng. Trong 1 tháng rưỡi đó, mình học rất là nhiều thứ, cảm nhận được rất là nhiều thứ. Và có nhiều thứ rất là kỳ diệu. Lúc đó thì mình ăn gạo lứt muối mè, tức là ăn theo phương pháp dưỡng sinh số 7. Trong 1 tuần đầu mình ăn á thì cơ thể có nhiều lúc rất là khó chịu, có khi trưa nắng như vậy á mà mình cảm thấy lạnh run, mình phải đứng ngoài nắng phơi nắng, hoặc có khi buổi tối trời mát mát nhưng mà cơ thể mình lại nóng hừng hực. Sau 1 tuần thì bắt đầu mình cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nhẹ nhàng, đầu óc thì minh mẫn hơn rất là nhiều. Những lần trước mình ở trong thiền viện Long Tượng á, mỗi lần mà tụng các loại chú mình thấy rất là khó tụng, bởi vì nó không phải là tiếng, những cái tiếng đó rất là khó đọc. Tập chú này, chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm. Nhưng lần này mình ăn theo phương pháp dưỡng sinh số 7 thì mình cảm thấy rất là bất ngờ. Những cái loại chú tập chú Đại Bi mình không có cần học gì hết, mình nghe người ta tụng và mình tụng khắc đọc theo là mình có thể gần như là thuộc gần như gần hết. Mình chỉ có vấp một chỗ hai chỗ thì mình coi lại thì mình có thể thuộc được. Đặc biệt đó là chú Lăng Nghiêm rất là dài. Ở trong chùa thì tụng nhất là nhanh. Những lần trước thì mình có không bao giờ tụng mình nghe được và tụng theo được. Nhưng lần này khi ăn gạo lứt thì mình đã nghe được và tụng theo được, mặc dù mình không thuộc. Nhưng mình nhìn trong cuốn kinh mình tụng theo được. Càng ăn lâu theo phương pháp số 7 á, thì mình thấy cơ thể và đầu óc mình nó rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Mình cảm thấy mọi thứ xung quanh mình cảm nhận được rất là tốt. Nhưng mà mình không có bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh, những cái chuyện vui buồn này kia xung quanh. Lúc đó thì mình ăn được khoảng hơn 1 tháng thì mình cảm thấy đầu óc mình rất là nhanh nhẹn. Mình không có suy nghĩ gì cả. Khi ngồi nói chuyện với người ta thì người ta nói một câu thì câu thứ hai người ta chuẩn bị nói cái gì là mình đã biết được. Hoặc là người ta đang ngồi, người ta chuẩn bị giơ cái tay hay thò cái chân xuống là mình đã biết trước được. Mặc dù mình không có tập trung hay là cố ý để mà đoán này kia, nó là tự nhiên là như vậy. Có một lần ngồi tụng chú ở trong chánh điện thì cũng khá đông á, cùng khoảng mười mấy người á, thì lúc đó mình ngồi mình thả lỏng thân tâm ra thì mình nghe được tất cả tiếng của từng người tụng. Nó rất là chậm, nó từng chữ nó có khoảng, rồi tiếng gió ở ngoài, tiếng gió lao xao, lá cây đụng vào nhau, tiếng giọt nước như giọt sương từ trên mái nhà nó rơi xuống đất. Mình nghe được tất cả mọi thứ cùng một lúc mà cái nào đó nó rõ ràng ra cái đó, và những cái đó nó giống như là nó bị kéo chậm ra vậy hả. Và đó cũng là lần duy nhất mình thấy được như vậy. Và sau 1 tháng rưỡi ở thiền viện Long Tượng thì mình trở về nhà.
Mình về được khoảng 10 ngày thì sư phụ mình, tức là chủ trì của thiền viện Long Tượng mất. Và từ đó đến giờ mình cũng chưa có vô thiền viện Long Tượng ở lại. Năm 2016, mình có một người bạn từ Mỹ về và lên Đà Lạt chơi. Khi gặp lại, mình rất là bất ngờ. Mình cảm thấy mình thua bạn mình rất là nhiều. Không nói về vật chất nhé. Mặc dù mình có đi chùa, được dạy dỗ nhiều thứ, nhưng vẫn không bằng bạn mình. Mình cảm thấy thua bạn mình ở mức độ... Mình cảm thấy mình thua bạn mình như về mức độ lịch sự nè, quá rồi quan tâm, cách quan tâm đến người khác, rồi ý thức. Ví dụ như ý thức đi, khi đi một cái khu du lịch á, mình cảm khi có cái bạn không dậm lên cỏ thì tuyệt đối bạn mình không bao giờ đứng lên để chụp hình. Mặc dù có cái bạn không dậm lên cỏ nhưng mà mình thấy nhiều người Việt Nam vẫn đứng vô để chụp một tấm hình. Rồi khi ví dụ như về mức lịch sự chẳng hạn, khi đi ăn uống á, mình có đưa đũa cho bạn mình á, thì bạn mình đều nói cảm ơn, mặc dù là những cái hành động rất nhỏ nhưng vẫn nói cảm ơn. Khi nhân viên bê thức ăn ra đưa cho bạn mình cũng nói cảm ơn. Và khi tính tiền thì bạn mình mặc dù tính tiền có tiền tip cho nhân viên nhưng vẫn nói lời cảm ơn với nhân viên. Ví dụ như cái chuyện quan tâm đến người khác chẳng hạn. Khi đi ăn thì bạn mình lúc nào cũng hỏi vợ là em muốn ăn món gì. Hồi vợ mình chọn xong rồi thì mới hỏi mình là vợ ta muốn ăn ở quán đó, những món đó mới ăn được không? Nếu mình nói được thì bạn mình mới đi. Còn không thì bắt đầu chọn lại quán khác. Ở bạn mình thì lúc nào cũng vậy ạ, không bao giờ tự chọn cái gì cho mình cả. Toàn là, nhưng mà bạn mình lúc nào cũng trả tiền. Sau lần gặp đó thì mình rất là ấn tượng với bạn mình và mình học cũng được rất là nhiều thứ từ bạn mình. Vào năm 2017 thì bạn mình cũng có về Việt Nam ở hơn một tháng. Và bạn mình có rủ mình đi du lịch với bạn mình và mình đi với bạn mình hơn 40 ngày. Lúc đó là đi từ Nha Trang lên Đà Lạt, từ Đà Lạt rồi mình đi ra Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng rồi đi từ từ vô cho đến miền Tây quê của bạn mình. Rồi vòng lên Sài Gòn và mình đã tiễn bạn mình lên máy bay trở về Mỹ. Trước khi đi với bạn mình á, thì mình cũng đã có chuẩn bị. Nhưng mà trong chuyến đi á, thì bạn mình không cho mình trả bất cứ một đồng nào cả. Và thậm chí còn cho mình một ít tiền để xài lặt vặt nữa. Có những lần á, mình trả tiền khách sạn trước. Hoặc là khi ăn uống mình trả tiền á, thì bạn mình tối qua phòng mình chơi rồi lại để tiền trên trong phòng mình rồi lại đi về. Mặc dù mình không có tốn tiền trong chuyến đi nhưng mình thích đi chỗ nào, ăn uống gì thì bạn mình đều dẫn mình đi hết. Và một lần nữa mình lại cảm thấy mình thua bạn mình rất là nhiều. Nếu như mình có tiền, chưa chắc mình đã dám làm như bạn mình. Và mình cũng còn rất là nhiều người bạn tuyệt vời như thế. Vào Tết năm 2018, mình có đi biển và ở trong một làng chài. Khi ngồi ở bờ biển, ngắm những con thuyền đánh cá chở cá vào bờ thì bắt đầu mình rất là bất ngờ. Bất ngờ vì một cái làng chài nhỏ như vậy thôi đã đánh bắt bao nhiêu là cá ở biển. Vậy thì trên toàn thế giới, một ngày con người lấy từ biển bao nhiêu thứ mà nói. Và mình không nghĩ như vậy, mình mới tự nhiên giống như là một cái gì đó lóe sáng lên và mình thấy tất cả con người sống trên trái đất này đều lấy của thiên nhiên vũ trụ hoàn toàn. Khi mình sinh ra mình không có mang cái gì tới, nhưng mà tất cả những cái gì mà con người đang sống, đang có được đều là từ thiên nhiên, từ vũ trụ cả. Ví dụ như nhà cửa, đất đai,
quần áo, hơi thở, tất cả mọi thứ. Khi sinh ra, mình cảm thấy mình đâu có mang gì tới, nhưng mà tất cả những cái thứ này đều là từ thiên nhiên, từ vũ trụ ban tặng cho chúng ta. Nếu mà nói như vậy, có nhiều bạn sẽ nói như người nông dân, người ta cũng phải trồng cây rồi bón phân này kia thì mới hái được. Nhưng mà trồng cây thì cái cây nó hút dinh dưỡng từ đất và hút nước, hấp thụ không khí, ánh nắng mặt trời. Rồi cho dù có mua phân bón đi nữa thì phân bón đó, thì nhà máy phân bón nó cũng lấy từ thiên nhiên, từ vũ trụ mà làm ra, chứ ở đâu mà ra. Cho nên mình mới cảm thấy một cái câu nói: khi sinh ra chúng ta không mang gì, và khi mất đi chúng ta không mang gì theo. Mình cảm thấy câu này nó rất là đúng. Và lúc đó mình cảm thấy rằng mình rất là hạnh phúc. Mình sinh ra mình không mang gì đến, nhưng mà mình có được tất cả mọi thứ hiện tại thì mình đã quá lời rồi, chứ còn gì nữa. Và lúc đó mình cảm thấy cái chuyện giàu nghèo cũng theo một chiều hướng khác. Thật sự đâu có ai giàu hơn ai hay nghèo hơn ai. Khi tới đây thì đâu mang gì tới. Người giàu á thì khai thác của thiên nhiên, của vũ trụ được nhiều, lấy được nhiều thì gọi là giàu. Còn người khai thác được ít, lấy được ít thì gọi là nghèo. Tất cả cũng đều là của thiên nhiên, của vũ trụ, chứ đâu có ai có mang cái gì tới đâu mà gọi là giàu hay là nghèo. Mình làm YouTube thì cũng có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là mong muốn mỗi tháng có thu nhập từ 1 đến 200 đô. Đối với mình thì 100 đô là cũng sống thoải mái rồi. Và mục đích thứ hai là mục đích quan trọng hơn. Mình muốn chia sẻ những cái gì đó mình cảm thấy hay. Ví dụ như phương pháp thiền sinh, mình cảm thấy nó rất là hay. Hoặc các video về Phật Pháp chẳng hạn. Và những video này mình không có làm để... Và tất cả các video về thiền sinh hoặc là Phật Pháp mình làm với mục đích không phải là để kiếm tiền. Mình sẽ không đặt quảng cáo vô những cái video này, nhưng mình sẽ làm hết, mình sẽ bỏ nhiều thời gian công sức để làm sao cho những video này được tốt nhất. Hoặc là các video về từ thiện nhá, mình cũng có nhiều người bạn thích đi làm từ thiện, mình có thể quay lại rồi làm thành những cái video up lên YouTube, chia sẻ cho nhiều người biết để có thể ủng hộ chẳng hạn. Và những cái video có lợi như vậy thì mình không phải vì mục đích kiếm tiền, và cũng không đặt quảng cáo vô những cái video này. Khi mình nghe anh Dương Trung Hiếu nói về tư duy tích cực, mình cũng thấy có một phần nào đó giống như những gì sư phụ mình dạy. Đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi. Bên trong còn có nhiều điều tuyệt vời hơn. Nếu các bạn muốn biết bên trong có cái gì thì các bạn phải tự lột lớp vỏ bên ngoài thì các bạn mới thấy được bên trong nó tuyệt vời như thế nào. Làm sao để lột được lớp vỏ bên ngoài? Các bạn phải sống với tư duy tích cực như vậy thật là lâu. Đến khi các bạn cảm nhận được nó thì đó mới là điều tuyệt vời phía bên trong. Đó là theo ý kiến của mình thôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Xin tạm biệt.